ngồi thiền nãy thầy đang nói nè, cứ bỏ 25 phút vô mà thiền. Hiện bây giờ ở Việt Nam không có việc làm, không có xăng xe chạy, quán cà phê nó muốn đông khách thì cũng phải có người đến, cho nên rất là buồn, cho nên phải ăn chú. Thứ nhất, muốn ăn chú thì bắt hai cái võng ra gốc cây ổi ở ngoài giường, nếu không thì phải ngồi thiền ở trong phòng. Còn cái thời đại này á, là không có việc làm, rất là rảnh rỗi, nhàn cư di sẽ bất thiện á, thì muốn khỏi bất thiện thì bây giờ á, nãy có chỉ rồi đó, cứ ngày làm chừng nửa tiếng, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến mà, thì cứ thế mà làm, nó sẽ chờ ngày Đức Thầy xuất hiện, thì Ngài sẽ là người mở chìa khóa cho tất cả nước Việt Nam có một cái tương lai sáng và có một cái đường đi mới. Còn bây giờ là mình bít lối rồi đó. Công ty nó cũng dọn ra, xăng cũng hết, máy cài cũng không có xăng chạy, xe máy vỏ giọt tu tôm ở dưới quê ta đâu có xe đâu, chiếc xuồng mà cũng có mát chạy, mà xe nhà này qua nhà kia toàn là xăng trên thế giới. Ồ, nhìn là thấy quá quá sợ luôn á. Còn bây giờ á, tàu hải quân của Trung Cộng nó đặt ở bên Miên, nó chạy ra mà tàu mình không có xăng chạy ra để bắn lại thì thôi xong luôn. Cái gì cũng cần xăng trong lúc này. Một cái chai nước á, bình thường đã là mắc hơn xăng rồi, thì nghĩ trong tương lai á, chắc xăng sẽ mắc gấp 10 lần chai nước, nước uống á. Thầy kêu ngồi thiền đi, chờ sư phụ về. Mấy cái bà Trương Mỹ Lan hay bà Rồng Lửa hay là Tăng Hoàng Minh hay là mấy người đó, chờ một người về có cái chìa khóa mở mấy cái cổng cho họ. Còn nếu không mà ngồi ông đó lục lịch đi. Không, ở trên nói vậy á, mấy người đang chờ một người xuất hiện để cứu, chứ nó không khó ra lắm. Tại vì một người mà lỗi lạc nổi tiếng mà khi ra đó họ có thế lực ngầm đầy hết, họ sẽ trả thù. Mấy ông không bao giờ mà thả cọp về rừng đâu con. Bộ con không hiểu cái là cái triết lý đó à? Phải chờ Đức Thầy xuất hiện cứu. Bởi vì dù nói ai đàn nhân thân hoài lên, những người nào đang thưa vào lòng lửa, tụi mày làm gì á, dĩ hòa chi quý nha, tao thương tụi mày lắm, tại tụi mày cũng làm cho tao nhiều lúc cười cũng bể bụng, thì cũng có công á, mỗi người làm cho sư phụ vui chút, sư phụ cũng cảm ơn người đó. Điều khiên mấy thằng bay á, làm ơn đừng có quá đáng, dĩ hòa chi quý. Tại vì rồng lửa là cái chân mệnh, rồng lửa là dữ lắm, bà ra bà không có để yên đâu con. Bà về Mỹ bà quậy nát ngược lại á, ở Mỹ này á quậy hết những cái thằng mà chuyển tiền qua đây á, IOS hay này nọ mà chuyển tiền lậu ở tù hết, thằng nào có thể sanh á mà đảng mà giấu luật sư nó moi ra hết á, còn có tin không? Người có tiền đừng có đụng tới họ nhiều, ghê lắm á. Họ bỏ 10 triệu họ chơi cho đã cũng sướng nữa, còn hơn là bây giờ vô tù họ cũng móc 10 triệu. Mà nghĩ 10 triệu luật sư đây nó quậy dữ không? Tưng liền á, luật sư New York nó ghê lắm. Tự nhiên nói sư phụ với hùng chí với hồ từ bi mà đâu có làm gì ai đâu. Nên những người giàu Mỹ này tại sao không ai dám đụng họ là vì quá nhiều tiền. Giống như mình dùng như O.J. Simpson, nó giết người rõ ràng luôn, sao nó không ở tù? Là cũng tiền, là luật sư. Cho nên mình ở cái gì nữa, dĩ hòa chi quý là tốt nhất. Tại có nhiều người không có hiểu luật Mỹ. Luật Mỹ is all about tiền. Ông Trump thắng cử là nhờ tiền ông gây quỹ. Ở đây một ông chức thị trưởng này, ông nào gây quỹ nhiều, ông đó có nhiều tiền thì ông đó là làm được chức. Cũng bỏ làm lai cuối cùng cũng là tiền không á. Như là Phật nó là vấn đề hay con? Con nhiều người hỏi nhiều quá, con không có đọc. Không có đọc gì, con đọc này. Đọc nhiều nào hộ được nhờ. Dạ, chữa nhiều. Cha mẹ đã lớn tuổi bị bệnh mất trí, em đã quy y đạo Thiên Tâm cho họ rồi. Làm thế nào để vãng sanh về với cha mẹ vì không nhớ được mình mang họ thiên? Cả cuộc đời đi làm đường lạc lối,
chân chân mòn gối mỏi mà giờ muốn quay về đâu hơi dễ đâu con, chỉ mong á lấy được hội thiên xả ra một cái kiếp này thì mong kiếp sau, chứ cả đời không tu mà hôm nay mà muốn về trời cũng hơi khó đó. Con về trển con vẫn còn sân si, con đánh lộn với mấy ông tiên trưởng ở trển nữa chết ổng. Tại vì ở trển là một cái level bằng nhau, người ta có tha tâm thông với thiên nhãn thông hết, không có ai gạt ai được. Thì mọi chúng ta sống ở trên đó là rất là chan hòa thật thà, cũng giống như ba vị đệ tử của Phật là giống như nước với sữa, không có gây gổ. Hồi xưa Phật có ba đệ tử sống chung trong nhà như nước với sữa, có thể nói là nhiều người không hiểu. Rồi ngồi tiếp đi con. Đức thầy là tổ ma Ha Ca Diếp truyền y bát cho Phật Di Lặc là ai vậy chú? Hồi xưa Phật Thích Ca khi nhập diệt ở thành Kuroshima ăn cái nấm độc của người đệ tử cuối cùng. À đúng rồi đó, thầy chết cũng như đệ tử, không biết đánh đệ tử này phải nói. Nguy hiểm đó nghe. À, thầy ngày xưa Phật cũng khi đi á thì Ngài đang là người cuối cùng đạt được thần thông, thì lúc đó mới kết tập kinh điển lại. Tất cả các đệ tử của Phật á thì ngày xưa đâu có giấy viết, và Phật nói cái gì thì mỗi đứa đệ tử gắng nghe, trong đó có ông A Nan là nghe nghe nhớ nhiều, thì bắt đầu mới ngồi mới nhớ là đó thầy đó ngày đó Phật nói như vậy, thì viết một khúc đó là thành kinh, gọi là kết nạp kinh điển. Thì ngài Đại Ca Diếp á, ở lại núi Kê Túc là bên bên Ấn Độ bây giờ còn, để mà sau này gặp được Phật Di Lặc truyền y bát lại, để mà một vị Phật kế thừa tiếp tục của đời mình. Thì đây là tiền thân là ngài Đại Ca Diếp, cũng là ngài lãnh lệnh của Phật Thích Ca độ của đời mình, cho nên mới tái sanh vào nước Việt 5 lần, gọi là ngũ đại truyền thừa. Ông sư Giải Bán Khoai, ông Phật Trùm, Đức Phật Thầy Tây An, Đạo Khùng, rồi bây giờ tới cái xác cuối cùng là Đức Huỳnh Phú Sổ. Nhưng mà ngài vẫn còn sống, tại vì chưa trao y bát mà ngài đâu có đi được. Chỉ có một cái là ngài nói là khoảng 80 năm trong cái đời hoằng pháp của cái Mà Hạ Ông Ơn này là 100 năm. Bây giờ mình chưa tới 100 năm mà nóng cái gì? Ngài có thể tệ một chút để mà giảm cơ vận cho bớt người chết, nhưng mà cái y với cái bát ngài chưa có trao cho Phật Di Lặc thì ngài chưa có xong chuyện. Mình chỉ nhớ nó vậy để mình biết là ngài sẽ xuất hiện. Thì tất cả tiên tri kinh điển của bao nhiêu nghìn năm đều là chúng hết. Thì lúc đó trời Phật đâu có gạt gạt chúng sanh, trời Phật tạo ra mình mà dạy dỗ mình, mà mình làm sai mình mới xuống thế gian, mình mới chịu tội, mình mới học, mình đi về. Rồi Phật trời cho mình đường đi nước bước hết, cũng giống như giờ con mà cầm chiếc xe con lái từ ở Houston nơi này lái về Cali, thì cái GPS nó chỉ sao con lái, trừ khi con đi không có đúng GPS thì chuyện của con đi lạc gắn chịu. Thì Phật trời cũng như GPS vậy, chỉ đúng đường hết. À, tới chuyện đó, lúc đó, ngày đó, tháng đó, cái gì xảy ra? Phật Di Lặc sẽ xuất hiện, Đức Thầy cũng sẽ xuất hiện, là 5 con bài poker, 5 con bài tẩy, bài kéo á. Chỉ có 1 con bài này đang lật, còn 4 cây kia là đang úp. Thầy chờ đi, vài trăng nữa. Vài trăng chứ không phải, vài, vài, vài năm nha. Vài năm rồi thụ già lắm rồi chịu cũng không nổi nữa. Dài trắng ơi, trắng là tháng. Dài trắng, dài trắng, ở dài trắng. Bây giờ mình thử coi chuyện gì xảy ra, nhưng mà tôi chỉ biết được là dài trắng, dài trắng. Ai là Phật? Rồi hỏi nữa đi. Chú ơi, ngày 16 tháng 10 này có phải ngày Việt Nam xả nghiệp lần chót không ạ? À?
Nghe này hay lạ chứ không biết không biết cái 16 10 là gì vậy? Ngày gì vậy? Đừng nói ngày 2 tháng 9 gì của Việt Nam, ngày Bác Hồ bích đê rồi chứ bộ không có rành mấy cái đó. Rồi tự nhiên ngày 6 tháng 10 là ngày gì? Là cái ngày gì? Ngày xã nghiệp. Ngày xã nghiệp lần chót. Ai nói cái đó? Cái nguồn nguồn gốc cái này từ đâu ra vậy? Mấy vị mà có thiên mệnh á, đi đâu được khai thông nó. Khai thông gì? Mình có cái hộ mình kết nối với những vị có thiên mệnh được. Cái điểm của họ đi, họ đi có cái điểm về trên đó. Ủa ngồi đây không thấy ở đây hiện ra thấy thoải mái không? Lý do gì? Bây giờ nếu không có máy lạnh thấy thoải mái không? Thì lý do vậy con mới hỏi chứ. Đi. Thì ngồi ở đây chỉ có 7 dòng hào quang là cái điện lực nó phủ hết chỗ này rồi. Huống hồ chi bao nhiêu vị hộ pháp, Thiên Long Bát Bộ, mấy vị đa la hán chỉ có 18 gia la hán hộ á. Thì mấy vị nhìn thấy mặt này, mặt này, mặt này, mặt này, mặt này. À sắp về trời, sắp về, sắp về, à, sắp bị bệnh đó nghe. Mà vài tuần nữa đi khám là có giấy méo mặt. Thì mấy vị nhìn thấy hết từng người đúng không? Nên ok rồi cho mày khám, thấy một cái cũng hơi lo nhưng mà không có nổi méo mặt. Đại khái mấy vị sẽ giảm là chút, mấy vị có quyền giảm nhưng mấy vị không có quyền lãnh nhìn thấy nghiệp mình. Cho nên khi gần ở trong kinh Phật có nói một vị Bồ Tát hay là một vị thầy thường thôi, mà khi đến một cái nơi mà nói chuyện đó, những cái người mà con Phật muốn thành Phật phải tới để nghe, vì rất là hiếm có để gặp. Hồi xưa Phật vào Quan Thế Chí mà đi xuống miền Nam Kinh mà giảng pháp à, giảng 3 ngày giảng không có ai nghe hết. Tới cuối cùng á, Phật Quan Thế Chí là trong Tam Thánh mình đó, là mới hỏi cái ông đó, hồi mấy ngày tôi nói chuyện 3 ngày ông có câu hỏi gì không, thì ông nói không, còn chỉ ra cái gì bực vô thôi. Phật buồn, thì hôm nay mình mới đại nạn vậy nè. Chứ thời đó mà một đống người mà nghe ngồi mà Phật giảng đi thì mình đâu có chết 7 triệu người kiểu này, đúng không? Thì thời nay lặp lại cũng vậy. Cho nên phải biết ai là Phật, ai là quỷ. Quỷ lúc nào nó cũng đi song song với Phật. Và miệng của quỷ lúc nào nó cũng ngọt nghèo, màu sắc vàng chói, khó mà đoán được lắm. Còn lời Phật là thuốc đắng á, giả tập. Nên phải tự mình muốn chọn ai có mắt sáng coi á. Khi ngồi một vị có chân mệnh thì dĩ nhiên là mình có rất là nhiều cái lợi trong đó. Cái lợi thứ nhất là mấy con ma nó không có theo mình nữa. Thứ hai, tối mình ngủ ngon, mấy con ma nó không vô, nó ôm mình, nó hung mình, mình thấy quý rồi. Chứ bình thường chúng sanh bước ra đường 7 triệu vong linh chết Covid đó, ít nhiều mỗi một ngày chúng ta đi ra đường đụng độ dính vô người đó, cũng khoảng mấy trăm người á. Cho nên dơ đó. Trước khi về nhà làm gì làm, rửa cái mặt trước đó. Đi đám ma đám tang hay là vô nghĩa địa, về nhà dục cái áo đó giặt. Còn mấy cái bóp mà bóp đó hiệu gì con? Xịn không? Là cũng thường phải không? À nó chơi. Con này Michael Kors. Con bóp gì con? Đúng. Bình thường. Bình thường hả? Ở đây không có LV vậy chứ anh ta. Mấy ông nó khoái LV, nó khoái hiệu, đồ hiệu lắm. Louis Vuitton đồ này nọ. Nó chui vô bóp nó ngồi á. Tại vì nếu mà con đi ra đường ánh nắng hay là sấm sét thì nó sợ, nên nó lừa mấy đứa nhà giàu với hột sòn. Lúc nó sống nó không có hột sòn đeo, thì không có bắp xịn, thì đứa nào có bắp xịn với hột sòn là nó à, giả là tự động vụ nó nhảy vô nó ngồi. Mà không phải nhà mình có thổ địa là không vô được, cởi được ha sư phụ? Con ma như con người thôi, nhiều khi ma nó khôn á, nó làm bạn nhau thổ địa là sao? Thổ địa cũng là ma đúng không? Nhưng mà ma tốt lâu năm được cha phong làm thổ địa, chứ ổng cũng là ma mà.
các ông sơn, các ông mà mọi da đỏ mà coi cái đất cửa Thiên Long Sơn mình đó, ổng hồi xưa ông muốn làm tù trưởng hay là leader của mọi da đỏ, ổng có lòng anh hùng, sinh như tướng tử như thần. Lúc mà ông chết ông anh hùng á, thì về bên kia được mấy vị phong cũng như ngài Nguyễn Văn Trực mình vậy đó, thì cái ông anh hồ đó ổng cũng có máu anh hùng, cho hồ gặp ông rồi, tướng ông ngầu lắm, cao lắm, cao cỡ ông này nè, ông đổi lên cao không đây. Ổng thưa hộ được có một cái là ở cõi đời này chỉ có người Việt Nam tôn trọng thưa hộ, cõi vô vi mà thưa hộ thỉnh gì nào người Mỹ, người Pháp, người Ấn Độ, bất cứ gì nào trên thế giới người ta cũng đều lại cho hộ và kêu cho hộ bằng ngài, những vị thần ở bên cõi kia. Thì hộ nói chuyện khắp thế giới mà, tại vì người mình không có nhận dạng được hộ lại, nhưng mà mấy vị bên thần bên kia nhận dạng được, họ cũng nói tiếng Việt nghe. Tại vì cái tâm thức á là tiếng gì cũng nói nhau hiểu hết. Thì cái ông A Hồ này ổng dữ lắm á, cho nên ổng giữ được cục đất tới ngày hôm nay. Ông nói sau này cái đất này thịnh lắm có ngày, dân ở vùng này sẽ kéo về đông lắm, tại vì mấy vị đã nhìn thấy trước cái tương lai. Cho nên hôm nay sư phụ đi qua đây để mà thăm ổng, và đồng thời để mà coi cái gì mình cần phải làm để mà có tượng cha mẹ, có building rồi vô để mình ngồi, có điện, có nhà vệ sinh, mấy cái đó cũng hơi khó đó thì mặt đời. Nhưng mà khi mà đông người, mỗi người có cái phước thì kéo vô, thì cái đó nó lên phước. Cũng giống như ở ngoài Houston này đâu biết, cũng có nhiều vị Bồ Tát ẩn thân nha. Thì những vị Bồ Tát ẩn thân đó bước vô thì cái đất Thiên Long Sơn của Houston nó lại tăng lên lẻ nữa. Cho nên ông Ma Hồ ổng là một vị thần, rồi bây giờ được thành ra là thổ thần luôn, cai quản. Có 1,5 triệu, nhưng mà bữa giờ mua vòng vòng râu ria vòng vòng bây giờ lên gần 2 triệu rồi, tiền mặt á. Thế à, không biết là mấy cô thư ký và anh trả không có đụng tới tiền mặt, mình chỉ xài tiền thôi chứ mình không có biết tính toán sổ sách. Cần gì? Nó gần cái chỗ của sư phụ đi 0.3 mà. Con muốn đầu tư xa thì con có tiền thay con để trong băng cũng vậy, con mua đất gần gần đó hiện giờ rẻ. Được. Tại khi mà sư phụ lên tượng rồi, lên biên rồi, sư phụ sẽ dễ gian hàng, nó giống như khu Hồng Kông vậy. Ok, tiệm nail, tiệm tóc, tiệm cơm chai, tiệm này, tiệm kia. Nó cũng như một cái phố nhỏ của mình, của riêng người Việt. Thì là những cái đất xung quanh nó lên á. Hồi hôm con nghĩ tới á, nó cho họ phải làm những cái đó để mỗi người cá nhân ở ngoài vô đó làm chủ để họ bảo vệ miếng đất. Ít nhiều mỗi ngày có một cơ sở, một chủ đi vô ra cũng coi được cục đất của trời vậy, của thiên. Rồi cái mỗi một cái Tết Việt Nam, ok 1, 2, 3, 7 ngày mình làm linh đình trong đó, mình là xì beng. Bên đây là một cái đại nhạc hội của Phật, bên đây là đại nhân hội của Công giáo, bên đây là đại nhân hội của người đời Lợi Quyên lên ca, ba cái sùm. Mấy thằng đó đâu làm gì mình? Mình xin phép. Ok, ai muốn vô đây ca thì vô, như đó là ý tưởng của họ là vậy. Thôi họ cũng dọn đi á. Nửa đời nửa đạo. Mình vô mình phải la hét cho giữ nó mới đi. Mình vô là bảo đảm nó đi hết rồi. Okay. Toàn người bể không mà. Thì con phải để cái lo cho bự, con ca tiếng Việt cho rộng lên thì nó sợ rồi từ từ đi. À, thì con nghĩ thằng Hiếu Tinh có phước không? Rất là có phước đúng không? Còn hơn là con ra đó con ăn uống rồi đi về, rồi đâu có chơi. Còn kia ok, bữa nay thằng chồng tôi cài chớp tôi ra Thiên Long Sơn Việt Nam đi chơi vòng, tôi về tôi cũng thoải mái. Nhiều lúc mình đi ra đường á, ra một ngày học một sàn khôn, con đi vòng á con gặp thằng kia ngon lành hơn, hiện á con vẫn xù. À, lấy ví dụ vậy. Xin lỗi không con. Thì ý là nó mình đi gặp bạn đạo thiện thích. Nhưng sư phụ mình làm vậy, cái bên ta đang sống yên mình an ổn, tiện mình vô mình phá rối cái, có phải mình cũng từ bi từ chỗ còn từ bi kiểu con á,
thầy hộ nghỉ chạy đâu thầy, mấy thầy thời này mua tiếp. Mình trả tiền cho nó. Cái ông Mỹ Đen kế bên, ông già 80-90 tuổi, ông cà chớn lắm. Cái đường hôm qua mở cái cổng màu xanh á, ông dành cái đường đó của ổng, mà trong khi đất của mình, ông đi ngang của mình đã cho ông đi ngang rồi, mà ổng còn chửi mình á. Ông nghĩ ổng là người Mỹ, mà trong khi cục đất của ta vuông vậy, ổng cắt ngang làm đường, ổng đi vô nhà ổng. Rồi bây giờ ổng dành lại đường của ổng, nghe là ổng đã sử dụng rồi thì ổng dành. Ồ, sư phụ có cái ý mình mà. Sư phụ có cho ổng cái ease mình đó không? Nếu mà sư phụ không cái cho này, ổng không được đi ngang luôn á. Ok, nhưng mà hồi đó muốn hồng ổng đi ngang đâu. Ổng đừng có ăn hiếp sư phụ, thụ mừng rồi, ổng Mỹ Đen hết á. Ổng ở trên miếng đất mình là ổng đi qua con đường đó là ổng phải có xin mình cho ổng cái ease mình. Mà ổng đi mà mình không cho đó hả, là ổng phải dọn ra. Hồi xưa nó là ease mình, rồi bây giờ ổng nói ổng private của ổng. Giữa ổng với một người chủ cục là ease mình. Đến khi mình chủ mới đó, là ông nghĩ mình chủ mới không biết gì, cái ông dành cái đường đó là của ổng. Tôi phải mướn luật sư cãi. Cái miếng đất của ta vuông vậy, chủ cũ với mày đã là Eastman thì bây giờ mày là Eastman. Không, nó không muốn Eastman. Nó muốn là riêng của ổng. Thì phân nửa bên đây là mình làm chủ, phân nửa bên đây làm chủ, tự nhiên cái con đường là của ổng. Ổng không cần nghe con đường, nghĩa là mình mất cái phần đất này. Cho nên phải mướn luật sư ở Houston nè, là cãi còn mấy tháng á. Cho nên bất cứ mình làm cái chuyện thiện gì đều có trở ngại hết đó nha. À, không có giờ nó suôn sẻ. Rồi ổng đi giờ. Sư phụ đang nói cho ổng là sống dai 100 tuổi. Tại vì ổng mà thì thằng con ổng lên quậy mình nữa. Tại mình đã đụng độ với ổng rồi, ổng đụng độ với broker của mình rồi, ổng đụng độ luật sư của mình rồi. Thì ổng đang ê càng mình rồi. Cái thằng con ông đâu biết gì nữa, chỗ khác nó tới nó thừa hưởng. Nó bán nó sư phụ. Ông bán thì sư phụ cũng để mấy đứa đây nè, Mỹ Hạnh rồi nè đang theo dõi, bán lại phụ mua liền. Chứ không phải là mình mua cục đất đầu tiên. Cái đầu đường mình quẹo vô 5 mẫu á, 5 acre, phụ mới vừa mua gần 300 nghìn, vừa trả tiền hồi từng rồi. Thì cho nên nó có ra cục nhỏ nhỏ xung quanh, thì phụ mua tiếp, mua tiếp. Giờ cái chỗ ngày hôm qua đó là cái nhà mobile home đứa nào nói ta. Dù nói là nó đang bán, mình mua luôn. Cái miếng đất một mẫu á, sư phụ, 55 ngàn. Nó bán rồi, em hỏi rồi. Nó bán rồi hả? Hôm bữa. Bán cho ai vậy? Dạ, nó có contract rồi, con hỏi rồi. Ok, đứa nào khôn á, chạy đứa đó dành mua. Những người Việt mua là phụ mừng à. Dạ. Đấy, chứ mình làm 3 tháng 6 mình. Có người ở Houston á, sư phụ. Có người ở Houston hỏi xin địa chỉ. Để chạy tới. Hồi 2 giờ phải ra phê trường, bây giờ mấy giờ rồi? Vậy gần 12 rưỡi rồi sư phụ. Người ta muốn xin địa chỉ chỗ miếng đất để người ta mua gần đó. Ừ, con đất rồi con cứ cho đi. Nhiều người biết mà. Vậy con cho địa chỉ vô đây được hả sư phụ? Thì cho đi ngoài. Cho đi. Sư phụ hình như ở đây sân bay gần không sư phụ, có chừng trễ. Hồ đã xét 2 giờ rồi khỏi nhà này. Được rồi. Dạ. Ví dụ không có đủ đồ để ở nhà này, cục xà bông gọi đầu ở đầu này có sư phụ đó. Có con có hai bữa nay chưa gọi đầu con có, không có xà bông, không có mền, không có gối, cũng không có gì hết, không có miếng trải thảm nữa, sư phụ ngủ bụi mà. Trời ơi, có hết sư phụ nghĩ đến hồi hôm không biết sư phụ ngủ ở đây hay là ở ngồi xe tỷ hành đó sư phụ. Giờ đi ở khách sạn không à, nó có mấy cái đó mình có hết luôn á, ở ngoài xe mà hồi cười coi. Chị Hạnh dạ, đầu này có chín rồi mấy con móc xà bông hứa rồi đó, không ở ngoài xe sư phụ sắp về rồi, ngoài xe ở bộ đội mà cái lưng á nó dơ á sư phụ, ở bên nhà sư phụ có cái đồ cài nó đã lưng rồi đây, nó ngứa hai bữa nay không có gì trong đó. Thôi ngồi đi, sư phụ sắp ra biên trường rồi. Tại vì hôm qua chỉ coi cái gì cần thiết giao cho ở đây làm rồi bắt đầu từng tới sư phụ đi khỏi Mỹ, rồi từng tới nữa sư phụ bay về rồi sư phụ qua đây. Sư phụ đi tối ngày à, lang thang như kẻ không nhà. Mua
giường với mua gói mua mệt cho sư phụ nha. Cái master bedroom đâu có gì chấm đâu. Ở bên đây nó có cái giường của này nhưng mà không có miếng trải. Quá khăn vô lấy đóng nắp kinh làm khăn lao cho nên nhà vô dọn làm đóng nắp kinh là vô dạ, tắm đồ lao. Con có đồ sẵn hết trong xe. Dạ. Không biết, không có hỏi ai chứ giờ làm quá giờ lao mình bằng nắp kinh không? Ừ. Bọn con về chờ sư phụ tại phụ sợ làm phiền sư phụ không có dám vô. Nói gì đâu. Dạ không có sẵn hết phụ. Cái này là sướng rồi ở cái nhà này. Được vậy là quý rồi. À, sư phụ ở lại đêm nay đi. Nhớ mấy bài đổi tới đổi lui kỳ đó. Dạ đâu kỳ nó còn mừng nữa đó sư phụ. Không về thứ sáu này. Sư phụ không có ngồi liền, không có định lực, không có đủ energy ngày mai tiếp mấy trăm người ở cây nữa. Dạ. Người ta cũng ngồi đây nữa nè, rồi bỏ mấy trăm người ở bển thì cái đây cũng giống nhau, mình hai ngày ở đây mình đủ rồi. Mấy người kia là tiểu bang khác bay về nhiều lắm. Ờ, dạ. Mỗi thứ bảy là họ đầy hết rồi, trục chợ đẳng. Có câu hỏi là nói là có thể tới chùa Freeman để lạy cha mẹ đó được không? Không được, dạ. Ai cấm đâu. Dạ. Đừng có bơm vô nổ. Không có luôn. Không có, ở ngoài xe chị Hạnh á. Suy nghĩ hồi hôm là không biết sư phụ ngủ ở đâu. Ngủ đây thì không có gì hết. Chắc sư phụ ở hotel. Có nhà mà. Thôi là biết là tụi con mang tới rồi. Gần nhà tụi con gần ở đây. Mấy không biết chỗ này thì cứ chạy tới chạy lui trời. Thôi chỉ cần cái phòng riêng thôi. Sau này sư mẫu đồ qua. Năm qua đây giỏi lắm. Sư mẫu qua đây chừng từng là dữ. Tức là xài cái nhà này. Còn chung tầng dưới với mấy cái chỗ khác mà con cứ thoải mái đó. Nhưng mà mua này cho chung mà. Không phải cho riêng đâu. Tại vì chưa coi cái nhà Silverland. Ồ, vô đâu ngồi chặt quá, chắc chừng 50. Hôm nay mình chưa có khai trương cái nhà này á, mình vậy. Mà khai trương đông người biết nó mấy trăm thì lúc đó mình ăn tiệc, ăn ngồi thiện đâu. Chắc ra cỏ ngồi. Thì bây giờ ai mà nghĩ ra cái idea. Mua cái miếng nào mà loại giống như mình ngồi ngoài cỏ không có ướt. Còn ngoài nó là ngon. Mình để đây mấy trăm miếng. Mới ngồi ngoài này nè. Có nhưng mà sẽ nóng lắm đó. Còn có bộ đồ. Nóng thì mình vô đây mà không phải lạnh. Còn... Dạ con có mấy trăm cái bộ đồ thì nếu mà ấy mình bao lại cái nhựa thì nó không ướt. Còn mình...